cái đạo vàng trên không chung mình à, rất là đặc biệt, à, có những cháu nhỏ rất là giỏi, nha. ví dụ như gì Âu Bình Định gì đó cháu nhỏ đồ lễ Phật rất là giỏi, <laughs> rồi nhóm của Diệu Minh mấy bé nhỏ cũng đặc biệt, nha, à, nên nên từ nơi đó mà nhiều cháu nhỏ lắm, ví dụ như dịu tịnh đồ cũng có mấy thằng trai rồi, ta, ta lấy vật rồi với đoàn câu chuyện, thằng trai nhỏ nhỏ được dịu thấm, được nhiều lắm. Đây gọi là lớp nhỏ cái thừa, mình chưa giảng sanh là lớp nhỏ cái thừa tiếp tục nên đây là gọi là thiện viên đặc biệt nên chiêu cảm Chứ nít mà gì là hay lắm quý vị ơi Giỡn đâu nít mà vô ngồi tu đồ đàng hoàng ha. như đức thành đồ ngồi kế cu chuyển như thằng trai kế bên nhỏ nhỏ con trai như vậy mà mà tu tập lễ phật hết thờ là đặc biệt lắm á ví dụ như mấy đứa bé mà trai đồ ngồi kế diệu minh đồ đó ta nhỏ nhỏ mà người ta lễ vật vậy là quá đặc biệt mấy đứa này mà sau này nó, nó lớn lên là người ta có phước báo lắm chứ dẫn đâu nghe ừ. mà còn nhỏ biết niệm Phật lễ vật như lớn lên người ta cũng hiếu với cha mẹ người ta cũng đâu có dám mà đập kiến đập ruồi đập mũi gì đâu tại vì người ta biết niệm vật mà sao mà sát sanh được nên cái chủng tử này hay không dễ đâu cái pháp niệm Phật này là cái pháp khó tin. Mà quý vị biết đâu phải con nít mà bình thường mà tự nhiên nó nhào vô nó ngồi nó niệm Phật lễ Phật đâu. À, nó phải có thiện căn đặc biệt chứ lắm nó mới chịu. Niệm Phật lễ Phật. Giống như hôm qua gặp con bé gái nhỏ nhỏ. Chắc bà với ba đồ tu. Nó ngồi cái bên niệm Phật. Niệm Phật mà lỡ nó hung bà với hung ba suốt thấy mình cũng mừng cười, nó nó vừa niệm vọc nó vừa hung bài với hung ba nó suốt, đó cũng là thiện duyên quý vị, nít mình nó làm cho mình, người ta thương chứ. nó chứ, nên nhiều đứa nít mà những đứa thấy mà trên cái room này tu nè, mà những đứa thấy ngay cái gia đình là hay, có khi mà mình đi xa mình không tiện giảng theo, Chứ giờ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật mà các cháu được nghỉ đâu, cho các cháu vô tu chung nhưng mà tu chung xong rồi phải uh, mua bánh gì để cho người ta ăn chút xíu chứ tặng người ta tu xong giống như chạy xe thì phải ở uh, ừ. uh, nước ngọt đồ này kia đồ đó. nên uh, chạy xe phải đổ xăng được ta lấy phật tự nãy giờ phải uh, có quà gì tặng cho người ta chút địch đó động viên quý vị nên uh, động viên người ta đến cho người ta uh, tuần sau người ta tu tiếp tục khi ta ngủ bạn bè đến đó nghe mấy bạn nhỏ nhỏ người ta ngủ bạn bè đến tu á nói, bây giờ các con mà lễ Phật mà ngoan đàng hoàng gì á khắp nơi nơi người ta coi thấy á, đưa lên hàng trên được không á mà tại vì hàng trên nó được mấy hàng thôi nhiều đòn mà không đưa lên được cái số lượng ngày chủ nhật cộng tu này đông lắm cái việc dẫn đâu nó mấy vị biết rằng là cả ngàn thành viên nhưng mà cái số lượng người ví dụ như bây giờ bên ví dụ như nhóm mà diệu minh rồi đi nó tính đó cũng hai chục bây giờ, mười mấy hai chục người chứ không giảng đó đâu nó nghĩa là một thành viên mà đông vậy mà nhiều Đấy, bình thường cũng à, hai người rồi là điều ren còn số lượng năm mười người rồi là rất đông nên từ nơi đó mà tính lên cái số lượng người mà một ngàn thành viên nó đông đông nhất rồi nhiều trang người ta chia sẻ trực tiếp rồi những cái người có duyên ở những cái trang nó ta vô ta tu nên cái ngày chủ nhật của mình giờ này thôi là số lượng người rất đông nó cũng như có những đức nghĩ hơn đậu tràng mà ngày xưa ngày chủ nhật cộng tu của những đức không dẫn đó. không nói bây giờ màu đó của những đức cộng tu mà có khi chưa chắc đông bằng cái cái đậu tràng này tại cái đậu tràng này nó hình thành tiện lợi là ngay cái gia đình ngay cái gia đình Ví dụ như bây giờ cái đậu tràng cô dịu thắm cái bè vậy đi Mà người, người ta tập trung lại gì nó tiện thấy không Rất đông dẫn đâu nó, Ví dụ như từng nhà nhúm 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 5 người 10 người cũng được Ví dụ như gia đình cô dịu tịnh luôn nè Cũng có chục người dẫn đâu nó. Cứ như vậy mà mình tu tập là được rồi đó Tu tập xong mình, mình có cái lẩu gì hay gì mình ngồi mình ăn cơm Ngồi chơi ngày chủ nhật gì cũng quá đặc biệt có gì này. mà gia đình mình trở thành một cái đạo tràng niệm phật Đúng không Rồi, cái đặc biệt là các cháu nhỏ khỏi đâu xa các cháu nhỏ tại nhà mình ví dụ như gia đình diệu minh đi các cháu nhỏ nó được tu tập thấy chưa à, mà tu tập chứ nó có phước chứ không dẫn đâu có phước tự nhiên học giỏi à học không giỏi gì mấy mà, 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 mà cuối năm tự nhiên cái điểm cao nó lạ lắm cái người niệm phật nó rất là lạ chứ không dẫn cho đâu nghe, à, nên niệm phật với cái thông minh, với có phước đức, Con người có đức mà sức mà ăn, người mà hiếu với cha mẹ được, rồi từ khi còn nhỏ nó nói chuyện thật thà, đi đâu người ta thấy ta cũng thương, đứa con nít mà nó lớn lên nó hình thành được cái đạo đức, đi đâu người ta cũng thương là nó thành đạt, cái người có giỏi gì giỏi mà đi đâu người ta cũng ghét cái người chịu thua nào thí dụ bây giờ những đức mà ghép thì sao ta vô cái 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 trang này người ta tu làm chi vậy Bây giờ những đức ngồi ở đây một cái phòng nhỏ nhỏ thôi một hai người tu chung xung quanh những đức thôi nhưng mà cái lượng người mà tu chung những đức rất là đông nhiều trang chia sẻ nè mà một đoạn nói chuyện thì thôi mấy cái trang khác người ta cũng quay mấy đứa nhỏ này luôn rồi đó quay mấy đứa nhỏ luôn á đoạn nói chuyện của những đức mà những đức có chút xíu à bây giờ giống như đức ngồi có cái góc của ti ti đó thôi chút xíu à nhưng mà tao quen với đứa nhỏ rồi đó tao đưa lên đầu chàng nhí á à, mà tao không kinh ngạc lắm mấy người lớn lớn đồ mấy người xuất gia đồ mà tao nhìn thấy mấy đứa nít thì niệm phật quan hỷ ta khen ví dụ như bé gái diệu minh thì ta khen bé nhỏ nhưng mà niệm phật giỏi dữ ta khen vậy thôi là cũng có phước lớn Đúng không à, rồi mấy đứa à, thằng trai rồi mấy nhóm gái nhỏ nhỏ mà âu gì bình định gì đó <laughs> thấy chưa người ta khen gì tôi đó mà, mà, phước chỉ làm chịu chuyện dẫn chơi đâu nghe Đó à, to nên mấy đứa nhỏ nhỏ nào mà vô ngồi tu mà ngồi nghiêm túc ngoan không có được giỡn chạy lăn xăng người ta khen một cái tôi là phước báo lớn dữ lắm như hai thằng trai mà ngồi kế cô cô chuyển cô thấy chưa à, còn bé linh đồ chắc ngồi ở đâu mất tiêu không thấy ừ à, nên bé linh gái xíu xíu người ta lấy vật giỏi lắm á để của em đồ 500 danh hiệu được nên mấy đứa nhỏ nhỏ mà 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 mà, mà ở trong room của mình đó nghe cậu tràng niệm phật mình là điều mấy đứa nhỏ giỏi đặc biệt nên là những đứa nó thật sự chứ cái chuyện kết duyên nó quan trọng lắm khi những đứa ở một tổ chức những đứa kết duyên rộng quá giống như mà có một cái linh tính gì lúc trước những đứa làm tấm lịch nhá tấm lịch nhỏ nhỏ tặng tính ra chắc hơn 60 ngàn tấm lịch nhỏ, nhỏ 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 có hình như thế đó nó có cái cái chỗ để đây, có cái, thấy có tấm lịch à. nên từ nơi đó mà cái tấm lịch trong đó có hình rồi có những cái câu những đức viết ra nó đơn giản nhưng mà nó có những câu hay lắm chứ không phải dễ đâu nghe à. từ cái duyên kết đó lúc mà những đức làm tấm lịch thì những đức phát cái nguyện rằng mình kết duyên mình tặng cho mọi người mình phát cái nguyện rằng đời này mình phải niệm phật giáng sanh tất cả những người nhìn thấy qua mình đều có duyên nhất định dù mình về thế giới cực lạc mình cũng đến gặp họ nhất định có nghĩa là phát một cái nguyện rất lớn đối với môn tịnh độ này dù trong hoàn cảnh nào mình cũng đem tịnh độ mình giới thiệu giống như vị thấy những đức tặng khăn không tặng khăn rất là nhiều giống như trong tâm mình nghĩ rằng cuộc đời con người có những con người người ta cảm thấy người ta bị cô đơn buồn bã khổ đau chiếc khăn giống như sự ấm áp gỡ đến tay có nghĩa là mỗi ông món quà quý vị thấy khi cuối cùng như đức tặng món quà chứ vì là cái bình với nhau cái bình tặng rất nhiều cũng dẫn đâu cái bình đó là cái thời điểm những đức đó, không có xuất hiện cho công chúng mà như đức tặng cái bình là ý gì ý muốn nói lên rằng quý vị phải tích năng lượng nên như đức đặt cái bình nó gọi là bình bình an phải không nghĩa là mỗi một con người cầm cái bình lên uống nước là là nhớ niệm phật để tích năng lượng gọi là muốn được bình an thì phải có năng lượng mà cái năng lượng đặc biệt nhất của mình là niệm phật nó mới thằng trai bình định nên nó đưa bình lên dữ dằn nó có bình tặng nhiều dữ lắm mới dẫn đâu hay không đó nên quý vị nhớ cái quạt không mỗi hoài nữa tặng cái quạt á hình như đức cười là ý muốn nói là quý vị lúc nào sống phải có nụ cười vì một nụ cười còn 10 tháng thuốc bổ ai không cười thì cuộc đời sẽ lộ Bây giờ mình buồn mình khổ mà bây giờ mà mình mà không có nụ cười nữa là mình chết luôn á. Chứ không chuyện dẫn chơi đâu. Con người mà có nụ cười là có ngày mai quý vị à. Nhớ kỹ, có nụ cười là có ngày mai. Chỉ cần mình còn sống thì mình có cơ hội. Nhất là mình gặp Pháp môn niệm Phật này nè. Mình còn sống là mình còn có cơ hội để phát triển. À. Còn nếu như mà mỗi ngày âu sầu buồn bã là cứ như tiêu luôn. Giống vâng qua như Đức nói công đoạn mà. Cái cô thấy mỗi ngày cô cười suốt luôn Mà cô nhắn cho mình một cái tin nhắn của nó rằng Giống như là Phía sau cuộc đời của cực kỳ khổ đau Nhưng mà Cô gặp được pháp môn niệm Phật Cô nghe mình nói chuyện của sống Có nghĩa là sống một ngày Sống đặc biệt một ngày Chứ không có sống khổ làm chi Thấy không Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mỗi, mỗi một con người đến với cuộc đời này Ai cũng sẽ có cái khổ Cả mấy đứa nít này nè Rồi từ từ cuộc đời nó lớn lên đi và nó cũng gặp những sự trở ngại khổ đau trong cuộc đời phải đến cuộc đời là gì đó Nhưng mà từ khi còn nhỏ gặp Phật Pháp rồi thông tâm Thông cái tâm Nó sống trong hoàn cảnh nào cũng sống đặc biệt Nó nên những đức nói rằng là Cái kết duyên nó rất quan trọng Những đức ở trong cái đại chúng Mỗi lần tổ chức một chương trình gì Là cái kết duyên của những đức là máy niệm Phật nhiều Nên bây giờ khi những đức hình thành Cái rung mà tu trên mạng trên internet này Tự nhiên nó phát triển rất mạnh Từ từ nó lan tỏa nè cái số lượng này nó lan tỏa rộng ra mỗi lần người ta tu chỉ người ta cày rưm để người ta ở nhà người ta tu thí dụ như thứ bảy chủ nhật tập trung một chỗ nào gia đình nào năm người 10 người nhóm nhóm nhúm nhỏ 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 để cùng tu tu xong rồi có một buổi cơm gia đình ngồi ăn vui lắm chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu à, nhưng mà tu đường thờ ngon lành tiếng hồ khẽ re mấy đứa nít này giỏi lắm không phải dẫn đâu nghe những đứa nhìn thấy thường xuyên bé diệu minh ta lễ phật với mẹ với cô đồ quá trời luôn không mà mấy đứa nít đậu chàng mình giỏi không quý vị ơi cho chàng pháo tay mấy đứa nít này giỏi cơ ừ. giỏi lắm nghe ừ đứa nào cũng ngoan ngồi nghiêm túc đàng hoàng sau này mà đủ duyên những đứa mà gặp lại là nhất định những đứa tặng quà hiểu <laughs> không tại vì sao vì mấy đứa thì giỏi quá mà nội mà khen gì thôi cũng có phước lớn ừ. thật sự mà nói mình được khen là mình có phước chứ mà người ta chê mình là thấy mình 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 bị bị bị, bị thiếu phước đó là mấy đứa nít này ai nhìn mà không thấy quan hệ nít mà lễ Phật đồ giỏi như vậy lễ ngoan lễ đàng hoàng nghiêm túc lễ điều luôn nghe nhất là những đứa thấy mà mấy đứa bé nhỏ nhỏ mà bình định đó âu bình định <laughs> lễ vật nó quá giỏi mỗi tuần nha à. lên lễ vật các con nên à, phải, phải tập trung mấy đứa nít để cho, lễ vật để cho người lớn thấy người lớn thấy nít mà lễ vật gì mà người lớn sao dám làm biết cái bữa mà lễ quan âm bồ tát như nó lễ cũng mệt nha mà như đứa lễ mà như đứa thấy con bé linh Con bé gái như tí, tí nó lễ nó đứng gì đâu mà nó đứng ngay ngắn nha chắp tay ngay ngắn đàng hoàng mà lễ sao mà gọn hơn à cô bé gái đó đó ừ. với bé diệu minh rồi tự nhiên thấy mấy đứa nít nó lễ vậy đó tự nhiên mình mình hao mình người lớn mình phải cố gắng luôn nít gì đâu mình giỏi quá trời giỏi Thấy không nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là rất là quan hệ khi nhìn thấy cái cái đạo tràng trên không chung của mình nó phát triển mà nó phát triển kiểu này hay đó là cái tâm nguyện những đức từ đó tới giờ muốn tịnh độ này đem đến từng nhà tịnh độ tịnh độ này đem đến từng gia đình bây giờ nó hình thành trước mặt mình rồi đó quý vị tịnh độ từng nhà đó khỏi đi đâu xa nữa chứ quý vị ơi tại gia đình tu tập tại gia đình có trách nhiệm tại gia đình làm tròn trách nhiệm cứ sống là một con dân tốt sống có ý nghĩa cứ như vậy mà sống cả đời cái niệm phật đem con vật hiệu này áp dụng trong cuộc sống mình biết đủ thường vui cứ như vậy mà mình sống là quá tuyệt vời khỏi đi đâu xa nữa chứ có khi bây giờ á biết nhiều phiền não nhiều thôi tại gia đình mình giờ có phương pháp tu niệm phật đi nó. rồi phát triển mở rộng ra rủ bạn bè rủ những người chưa biết ngày thứ bảy chủ nhật là ở đây niệm phật chung đi Đó, từ từ nó lan tỏ ra nó, từ từ nó lan tỏ ra rồi ngay chỗ cái rung này nè mà nó phát triển mạnh luôn chứ không phải chuyện dẫn chưa phát triển tinh độ mở rộng ra rồi chỉ người ta gia đình thờ ngôi tam bảo chỉ người ta gia đình thờ ngôi tam bảo cứ phát triển rộng ra như vậy mỗi gia đình đều có ngôi tam bảo mỗi gia đình có người tam bảo một thời gian nữa những đức chỉ người ta thỉnh tượng phật từ xa rồi chỉ người ta ăn chay đặt đồ ăn chay từ xa để cho người ta tiện bề ăn chay rồi gia đình thờ phật bồ tát nghĩa là từ 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 những đức phát động ra vậy đó để gia đình mỗi gia đình có ngôi tam bảo có tam bảo bây giờ gia đình có cách tu thêm cái nữa rồi mấy đứa nít này tu theo cha mẹ gia đình tu vợ chồng tu con tu theo gia đình này hạnh phúc đặc biệt mà nhiều gia đình tu như vậy thì bị biết rằng là nhờ cái công đức niệm phật này mà quá giải kiếp nạn nhân sinh như hồi tối 12 giờ khuya thì bị biết hơn 800 thành viên tu 12 giờ khuya tu hồi tối nên từ nơi đó mà người người âm được nhờ người dương được lợi đây là cái quan trọng lắm nghe quý vị nên mỗi một người mình á, phát động cái chương trình này, từng nhóm từng nhóm từng nhóm để nhà mình trở thành một đạo tràng niệm phật nhà mình trở thành một đạo tràng niệm phật nó nên đây, đây là đại phước báo nhân viên nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị, vị ai cũng là gặp môn niệm phật và gây dựng tính nguyện kiên cố niệm phật cả đời không thối tâm và nguyện đem cái công đức này nguyện cầu cho các cháu nhỏ nó khỏe mạnh rồi thông minh học giỏi ngoan ngoãn hiếu với cha mẹ sau này lớn lên trở thành một công dân tốt của một đất nước, sống có ý nghĩa, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời và nhất là biết niệm Phật cả đời. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, a di Phật. A di Phật, a di đà Phật. A di Phật. A di Phật.